ế quá mình lấy đồ ăn ra mình ăn. Các bạn không biết bán cái món gì, nhưng mà như mình bán bông thì không có thể nào lấy bông ra ăn, nhưng mà mình đi ăn chẻ trái cây của người ta. 3 ngày nay là không xuống hàng, bữa nay nó mới xuống luôn. Ăn cho đỡ buồn, ăn cho bớt stress, ăn cho tinh thần nó vui vẻ, nó tiết cái gọi là cái gì, hóc môn hạnh phúc. Chứ là sáng giờ là em mệt mỏi quá, em stress quá, giờ này phải ăn cái đó. Mới lên được 150 cành. Con người em mới có tính xấu, em mà không ăn uống đầu tự nhiên trong người em khó chịu, em hay bực dọc, chỉ có ăn vô á nó mới bớt cảm giác, nó mới hay vui vẻ. Bữa nay cái xác sức trái nhỏ nó ít, trái bự nó nhiều. 150 cành. Ngọt, giòn. Mấy bạn ăn không quen, mấy bạn cảm giác như nó sượng sượng vậy đó. Sực sực sực. Cũng như sượng sượng vậy đó. Bạn quen quá thì kìa.